Thầy Lâm xin chào tất cả các bạn học sinh khối 2 thân yêu đến với bài giảng học trực tuyến của trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận 12. Ngày hôm nay, thầy và trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua môn toán nhé. Vừa rồi, các bạn đã được xem một đoạn phim hoạt hình thật là thú vị đúng không nào? Vậy thì thầy hy vọng trong thời gian nghỉ dịch, ngoài thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, các bạn cũng thực hiện thêm một số việc thầy đã nêu nhé. Đầu tiên, xem các video bài giảng trên trang trường tiểu học Võ Thị Sáu và ghi nhớ các kiến thức mà thầy cô đã dạy. Cuối cùng là thực hiện đầy đủ các bài tập mà thầy cô đã giao nhé các em. Bây giờ thầy và trò chúng ta sẽ bắt đầu bài học nào. Để giữ gìn vệ sinh cá nhân và hơn hết là phòng chống dịch bệnh trong thời gian này thì việc rửa tay thường xuyên là điều hết sức cần thiết. Do vậy, để đón các bạn trở lại trường thì nhà trường đã trang bị ở mỗi bồn rửa tay một chiếc hộp như thế này đây các bạn. Chiếc hộp thật dễ thương đúng không nào? Mỗi chiếc hộp chứa được 2 bánh xà phòng. Vậy thầy đố các bạn, 3 chiếc hộp như thế này chứa được bao nhiêu bánh xà phòng? Các bạn hãy viết phép nhân tương ứng trong thời gian là 2 phút. Các bạn có thể bấm dừng video, sau đó tiếp tục mở video để xem kết quả với thầy nào. Thầy chắc hẳn là tất cả các bạn đều có kết quả đúng không nào? Chúng ta cùng xem kết quả của thầy. 2 được lấy 3 lần, ta có phép tính 2 nhân 3 bằng 6 bánh xà phòng. Thầy chúc mừng các bạn có đáp án đúng. Vậy trong phép tính 2 nhân 3 bằng 6 thì 2, 3, 6 được gọi là gì? Thầy mời các bạn gọi tên từng thành phần trong phép nhân này. Các bạn có thể bấm dừng video, sau đó tiếp tục mở video để xem kết quả. Thầy chắc hẳn là tất cả các bạn đều trả lời đúng. 2 và 3 đều gọi là thừa số. Để giúp các bạn dễ dàng phân biệt, thầy sẽ có 2 được gọi là thừa số thứ nhất, 3 được gọi là thừa số thứ hai, và kết quả của phép nhân 2 nhân 3 bằng 6, 6 được gọi là tích. Dựa vào 3 phép chia các bạn đã học, các bạn hãy viết 2 phép chia tương ứng từ một phép nhân. Các bạn có thời gian là 3 phút. Trong thời gian làm bài, các bạn có thể bấm dừng video, sau đó khi thực hiện xong, tiếp tục mở video để xem kết quả. Thầy tin rằng tất cả các bạn đều thực hiện đúng yêu cầu này. Chúng ta có phép chia đầu tiên, lấy tích 6 chia cho thừa số thứ nhất, ta được thừa số thứ hai. Hoặc lấy tích 6 chia cho thừa số thứ nhất 2, ta được thừa số thứ nhất. Cũng từ phép nhân 2 nhân 3 bằng 6, nếu như thầy thay chữ số 2 bằng x thì ta sẽ được phép nhân như thế nào? Thầy mời các bạn viết vào trong vở nháp trong thời gian là 1 phút. Sau thời gian 1 phút, các bạn mở video để xem kết quả. Thầy chắc hẳn là tất cả các bạn đều thực hiện đúng yêu cầu này. Chúng ta có phép nhân mới là x nhân 3 bằng 6. Đây là dạng toán tìm x đó các bạn. Vậy thì vừa rồi các bạn đã gọi tên các thành phần trong phép nhân này. X được gọi là gì nào? À, được gọi là thừa số. Vậy bài ngày hôm nay chúng ta cần tìm là tìm một thừa số của phép nhân. X và dấu bằng các bạn hạ xuống thẳng cột. X là thừa số thứ nhất sẽ bằng tích chia cho thừa số thứ hai, tức là 6 chia 3. Dòng cuối cùng, x và dấu bằng các bạn cũng hạ xuống thẳng cột. Ghi kết quả 6 chia 3 được kết quả là 2. Vậy thì chúng ta đã được kết quả x bằng 2. Vậy là các bạn vừa tìm xong thừa số thứ nhất trong phép nhân này rồi đó. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn, thì còn một ví dụ nữa. Chúng ta có phép nhân 3 nhân x bằng 15. Vậy thì x trong phép nhân này cũng được gọi là gì nào? Đúng rồi, cũng được gọi là thừa số. Và đây là thừa số thứ hai. Các bạn hạ x và dấu bằng xuống thẳng cột. Thừa số thứ hai thì sẽ bằng tích chia cho thừa số thứ nhất, tức là 15 chia 3. Ta được x bằng 5.
Vậy là các bạn đã thực hiện xong bài tìm ít rồi. Thầy mời các bạn quan sát hai ví dụ. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, để tìm một thừa số chưa biết trong phép nhân thì ta lấy tích chia cho thừa số kia, đúng không nào? Vậy thì bây giờ các bạn hãy thử phát biểu quy tắc muốn tìm một thừa số trong phép nhân đi nào. Các bạn cùng đọc lại với thầy nhé. Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Khi làm bài, các bạn nhớ áp dụng quy tắc này. Khi trình bày bài tìm ít, ít và dấu bằng, các bạn hạ xuống thẳng cột. Khi đã thực hiện xong, các bạn hãy lấy kết quả thay vào ít để thử lại xem có đúng không nhé. Các bạn đã tìm hiểu xong quy tắc để tìm một thừa số trong phép nhân. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng luyện tập nào. Bài 1, tính nhẩm. Thầy có 9 phép tính. Các bạn hãy nhẩm các phép tính này trong thời gian là 2 phút. Bấm dừng video. Sau đó, khi thực hiện xong, tiếp tục mở video để kiểm tra kết quả với thầy. Chúng ta cùng kiểm tra kết quả. 2 x 4 bằng 8, 8 chia 2 bằng 4, 8 chia 4 bằng 2, đó là kết quả của cột thứ nhất. Cột thứ hai, 3 x 4 bằng 12, 12 chia 3 bằng 4, 12 chia 4 bằng 3. Cột cuối cùng, 3 x 1 bằng 3, 3 chia 3 bằng 1, 3 chia 1 bằng 3. Vậy thì dựa vào mỗi cột, các bạn có thấy điểm gì đặc biệt không? Đúng rồi đó các bạn, chúng ta thấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia, giống như quy tắc chúng ta đã tìm hiểu là muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Sang bài tập 2, yêu cầu tìm x. Thầy có các phép tính x nhân 2 bằng 10. Thầy sẽ làm mẫu bài này cho các bạn nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ viết x thẳng hàng và dấu bằng thẳng hàng với nhau, lấy tích 10 chia cho thừa số 2. Kết quả x bằng 5. Vậy thì bây giờ các bạn hãy cùng làm câu B. X nhân 3 bằng 12 và câu C, 3 nhân x bằng 21 vào trong vở. Thời gian các bạn làm là 3 phút. Trong thời gian 3 phút, các bạn bấm dừng video. Sau khi thực hiện xong, mở video để xem kết quả với thầy. Chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Câu B, x sẽ bằng 12 chia 3, kết quả x bằng 4. Câu C, x sẽ bằng 21 chia 3, kết quả x bằng 7. Bao nhiêu bạn thực hiện đúng kết quả của hai bài này nào? Thầy khen tất cả các bạn, vậy là các bạn đã thực hiểu bài và tìm được một thừa số trong phép nhân rồi đó. Vậy là qua bài tập ngày hôm nay, thầy muốn các bạn về nhà ghi nhớ lại quy tắc tìm một thừa số trong phép nhân. Bây giờ cũng nhắc lại với thầy một lần nữa nhé. Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Các bạn cũng thực hiện các bài tập 1, 3, 4, trang 117. Và sau đây, thầy sẽ cho các bạn xem các bài tập để các bạn dễ dàng làm hơn nhé. Đây là các bài tập trang 117. Các bạn hãy thực hiện vào trong vở, sau đó chụp hình lại gửi cho thầy cô để kiểm tra. Chúc các bạn làm bài thật tốt. Bài học của chúng ta hôm nay cũng đã hết rồi. Các bạn hãy nhớ làm bài đầy đủ. Khi không hiểu có thể liên hệ trực tiếp với thầy cô để được giải đáp thắc mắc. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có những giờ học online thật là thú vị nhé.